Review Onward, vừa khóc vừa cười với hành trình đầy, màu nhiệm của Pixar. Tuy là một bộ phim có câu chuyện đơn giản, nhưng Onward, vẫn đem tới những bài học sâu sắc về sự trưởng thành, sự hy sinh, và tình cảm gia đình. Sao bài viết có thể tiết lộ nội dung phim, trong bối cảnh nền điện ảnh thế giới bùng nổ với những tác phẩm hậu truyện? Tiền truyện hay thậm chí là cả ngoại truyện thì Pixar cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, phải mất hơn 2 năm kể từ Coco 2017 khán giả mới lại được thưởng thức một tác phẩm gốc đến từ xưởng phim hoạt hình số một thế giới này, do đó, màn ra mắt của Onward, được xem như tấm bản lề quan trọng, đánh dấu bước đi đầu tiên trong hành trình thay ra đổi thịt rất đáng khen ngợi của Pixar. Khi họ đặt toàn bộ tâm huyết, vào những bộ phim nguyên bản, và đề cao tính sáng tạo thay, vì cố gắng vắt sữa từ một thương hiệu nổi tiếng trước đó. Onward tựa Việt Truy tìm phép thuật là câu chuyện xoay quanh hai anh em yêu tinh yên, và Bali do Tom Holland, và Chris Pratt lồng tiếng. Họ phải dấn thân, vào cuộc hành trình nhiều thử thách, và nguy hiểm, để tìm kiếm chút phép thuật ít ỏi còn sót lại, với mục đích đưa người cha, đã mất trở về. Theo đạo diễn Gian Scanlon, thì Onward được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm thuở bé của mình khi cha ông cũng qua đời từ sớm, vậy, nên hoàn toàn dễ hiểu khi bộ phim này mang nặng tính cá nhân, và không dễ, để tác động đến đại đa số khán giả. Nhưng, dẫu cho trải nghiệm thực tế của mỗi người có khác nhau thì tất cả đều có thể cảm nhận được sự chân thành, ấm áp mà đạo diễn gửi gắm trong đó. Mô tiếp đặt nhân vật vào một chuyến hành trình, để qua đó phát triển bản thân không còn quá xa lạ trong các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cách thể hiện, cách cài cắm các chi tiết có liên hệ đến nhau của bộ phim này, vẫn khiến người xem cảm thấy thích thú và bị thuyết phục. Đạo diễn Jan Scanlon đã khéo léo gửi gắm thông điệp về sự trưởng thành một cách vô cùng tự nhiên. Biến Onward trở thành bộ phim giàu ý nghĩa và phù hợp với nhiều lứa tuổi sức nặng của phim cũng đến từ những giá trị mà kịch bản muốn truyền tải. Sự màu nhiệm của phép thuật là thứ mà khán giả nhìn thấy trên màn ảnh, nhưng còn một yếu tố khác cũng. Màu nhiệm không kém, và chỉ có thể nhìn thấy được bằng trái tim, đó chính là tình cảm gia đình. Nếu như bạn bị thu hút bởi khao khát, được gặp lại cha của Ian và Bali, thì những gì Onward đem lại còn vượt xa cả mong đợi đó. Tông, màu xuyên suốt tác phẩm này cũng là điểm nhấn vô cùng đáng nhớ, lấy bối cảnh, tại một thế giới giả tưởng của những sinh vật thần thoại, Onward được đặt trên phông nền tím tạo cảm giác huyền bí. Nhưng với tinh thần của một tác phẩm hoạt hình, bộ phim, vẫn giữ, được nét tươi sáng với những mảng miếng hài hước nhẹ nhàng, dí gióm ở mức vừa phải. Trên thực thế, chuyến hành trình của hai nhân vật tuy mang nhiều cảm xúc nhưng tất cả đều dừng ở mức đủ, đó là điểm cộng, nhưng đồng thời cũng là điểm trừ. Vì ở những phân đoạn cao trào đòi hỏi thời gian bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, thì chúng lại kết thúc trong lửng lơ, khiến người xem bị tụt cảm xúc. Ngoài ra những mâu thuẫn trong phim một là chưa được giải quyết triệt, để, hai là được giải quyết quá nhanh, khiến cho chúng trở nên lạc lõng giữa một rừng những pha hành động và khoảnh khắc gây cười. Xem o nuốt, khán giả có thể nhận ra phong cách làm phim quen thuộc của ông. Đã từng xuất hiện trong Monster University 2013. Chúng đều có một cốt truyện tương đối mỏng với hai hồi đầu khá đơn giản một chiều với mục đích hướng người xem đến một cái kết mà họ mong đợi nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi hồi ba bắt đầu đem đến những sự bất ngờ nho nhỏ nhưng lại mang tính quyết định và chứa đựng nhiều giá trị hơn bất kỳ chi tiết nào từng xuất hiện trước đó mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại